Chào các bạn. Thì trong clip hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc một cái mẫu nón nửa đầu như thế này. Đây là họa tiết bên trong của phần thân nón ha. Và ở phía sau và cái phần thân mình sẽ móc các cái mũi nửa kép xen kẽ với nhau nè. Đây, đây là mẫu thân nón của mình. Ở đây mình hướng dẫn size cho người lớn, hoặc là nếu các bạn muốn móc cho bé thì các bạn có thể giảm mũi theo hướng dẫn ha. Dụng cụ mình gồm len miêu cô tông. Ở đây mình dùng miêu cô tông cũng 125g, sợi len dài tầm khoảng 1.75mm. Kim móc mình sẽ sử dụng kim móc 4.0mm. Thì đầu kim 4.0mm nó sẽ gấp đôi so với sợi len ha. Các bạn sẽ so đầu kim với sợi len như thế này nè. Ngoài ra thì mình còn có kéo cắt len. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn móc phần thân nón. Đầu tiên các bạn sẽ tạo cho mình một nút. Móc và kéo len qua vòng tròn. Dùng tay kéo sợi len dài để thành một nút. Từ nút này móc lên một dây móc xích dài 11 mũi móc. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 và 11. Được 11 mũi móc xích như thế này thì đây sẽ là cái độ dày của phần thân sau để mình cài vào cái phía sau tóc ha. Tiếp tục móc lên 2 mũi móc xích. 1 và 2. Sau đó đâm kim cho mình vào chân móc thứ 11 và móc vào đây một mũi nửa kép. Tiếp tục di chuyển kim đến chân bên cạnh và cũng móc một mũi nửa kép ha. Chân kế bên cũng móc một mũi nửa kép. Các bạn sẽ móc tương tự cho mình cho đến cuối hàng. Mỗi chân móc ta cứ móc một mũi nửa kép vào mỗi chân móc. Ở những cái chân móc cuối cùng này nè, khi móc ta có cái sợi len thừa, các bạn sẽ giấu cho mình cái sợi len thừa vào các cái chân móc cuối cùng ha. Ta sẽ đưa sợi len thừa như thế này nè, sau đó móc luôn vào trong chân móc để khi ta cắt len không phải giấu len nhiều ha. Móc tương tự cho mình cho đến cuối hàng. Mỗi chân móc sẽ móc cho mình một mũi nửa kép vào mỗi chân móc. Sau khi đã móc được 11 mũi nửa kép và 11 chân móc như thế này rồi thì ta sẽ được cái độ dày của phần thân sau nón. Tiếp tục lên 2 mũi xích và quay ngược đầu móc lại. Ở hàng móc thứ hai các bạn sẽ để ý cho mình nè, ta sẽ có 11 chân móc ha. Và mỗi chân móc nó sẽ có hai cái mũi móc như thế này. Thì tất cả các cái mũi móc các bạn đều đâm kim cho mình vào chân móc ở phía ngoài ha. Đây là chân móc ở phía ngoài nè. Thì chân móc đầu tiên, đây sẽ là chân đầu tiên nè, các bạn cũng đâm kim cho mình vào chân bên ngoài và móc vào đó một mũi nửa kép. Tiếp tục chân bên cạnh cũng móc một mũi nửa kép và cũng đâm kim vào chân ở bên ngoài nha. Chân kế bên cũng tương tự nè, một mũi nửa kép vào chân bên ngoài. Sau đó sẽ làm tương tự cho đến cuối hàng ha, và cuối hàng sẽ chừa ra cho mình cái chân móc cuối cùng nha. Mỗi chân cứ móc cho mình một mũi nửa kép vào mỗi chân cho đến cuối hàng, và tất cả các mũi móc đều đâm kim vào chân bên ngoài để móc nha. Móc tương tự cho đến cuối hàng. Khi đã móc được đến cuối hàng các cái mũi nửa kép nè, thì ở cái chân móc cuối cùng này, ở đây mình cũng có hai cái mũi móc, thì các bạn sẽ không đâm kim vào chân bên ngoài giống như các cái mũi móc ở bên trên nữa, mà các bạn sẽ đâm kim luôn cho mình vào chân móc ha. Thì khi đâm kim luôn vào chân móc thì chân móc của nó sẽ như thế này nè. Các bạn sẽ móc vào đây cho mình một mũi nửa kép. Đây, như vậy là lúc này cái mũi móc của mình nó sẽ được chắc chắn hơn ha, nó không có bị hở. Tiếp tục lên hai xích và quay ngược đầu móc lại. Hàng tiếp theo các bạn cũng làm tương tự giống như cái hàng móc ở phía dưới nè. Tức là ta cũng đâm kim vào chân bên ngoài để móc, móc theo cái chiều móc của mình ha. Thì tất cả các cái mũi móc đều đâm kim vào chân bên ngoài nè. Chân đầu tiên cũng móc một mũi nửa kép vào chân móc bên ngoài. Tiếp tục chân bên cạnh cũng một mũi nửa kép. Chân kế bên cũng tương tự ha, một mũi nửa kép vào chân móc bên ngoài.
Sau đó cũng móc tương tự cho đến cuối hàng, và cuối hàng cái chân móc cuối cùng này nè, các bạn cũng đâm kim vào luôn chân móc chứ ta không móc vào cái mũi bên trong nữa ha. Luôn luôn chân cuối cùng ta đều móc vào cái chân móc luôn nha. Mỗi chân cứ móc cho mình một mũi nửa kép vào mỗi chân móc cho đến cuối hàng. Đây, ta sẽ đâm kim vào cái chân móc ở bên ngoài như thế này ha. Móc cho đến cuối hàng. Thì khi đã móc được đến cuối hàng, chân cuối cùng ta luôn luôn đâm kim vào luôn chân móc nè. Đâm kim vào luôn chân móc và móc vào một mũi nửa kép. Như vậy là ta hoàn tất được hàng móc thứ ba và các cái hàng móc của mình nó sẽ lồi lõm như thế này nha. Tiếp tục lên 2 xích và quay ngược đầu móc lại. Ở các hàng móc tiếp theo thì mình sẽ làm tương tự như các hàng móc mà ta vừa móc. Ở đây các bạn để ý cho mình nè, phần thân trước và phần thân sau của mình nó sẽ có cái số đo bằng nhau. Ví dụ như các bạn làm vòng đầu 50cm, chia đôi ra là mặt trước và mặt sau sẽ là 25cm cho mỗi mặt ha. Khi mình lên các cái hàng móc ở phần thân sau á, các bạn chia đôi ra cho mình thì cái số đo còn lại của mình sẽ dư một mũi, thì mỗi bên các bạn sẽ móc cho mình 12cm, còn mỗi bên sẽ là 13cm ha, thì mình sẽ được 25cm cho cái phần thân sau của mình. Ở những size lớn hơn hoặc là nhỏ hơn thì các bạn cũng áp dụng công thức này cho cái số đo vòng đầu ha. Các bạn sẽ móc xen kẽ cho mình các cái hàng móc tương tự cho đến khi ta đạt được 12cm cho cái size này nè. Mỗi chân móc cứ móc cho mình một mũi nửa kép vào mỗi chân móc ha. Mũi cuối cùng thì ta luôn đâm kim vào luôn chân móc nè. Đây, các cái mũi móc này thì đâm kim vào cái chân móc ở bên ngoài. Mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi nửa kép vào mỗi chân móc ha. Tương tự cho đến cuối hàng và móc thêm nhiều hàng móc như vậy nữa. Sau khi đã lên thêm được nhiều hàng móc thì lúc này ta được 12cm. Các cái hàng móc của mình nó sẽ lồi lõm với nhau như thế này. Thì bây giờ mình sẽ móc cái họa tiết sò để tạo cái phần thân trên ha. Móc lên cho mình 2 mũi xích và quay ngược đầu móc lại. Ở các cái hàng móc phía dưới này nè, các cái hàng móc của mình đều dừng lại ở 11 mũi móc. Thì các bạn sẽ chia đôi cho mình ra ha. Mỗi bên ta sẽ có 5 mũi và ta sẽ dư cái mũi thứ 6 ở chính giữa này nè. Thì cái mũi thứ 6 đó các bạn sẽ móc cho mình một họa tiết sò nha. Tiếp tục tương tự cho mình nè, mỗi chân móc sẽ là một mũi nửa kép vào mỗi chân móc, và cũng đâm kim vào chân ở bên ngoài ha. Móc cho mình 5 mũi nửa kép liên tiếp với nhau. Mũi nửa kép thứ 4 cho chân thứ 4 nè. Và tiếp tục mũi nửa kép thứ 5 cho chân móc thứ 5. Ta sẽ được một bên viền của phần thân phía trước nè. Tiếp tục móc lên cho mình một mũi móc xích để mình tạo khoảng cách giữa cái phần viền này với cái họa tiết sò nha. Ở cái chân móc thứ 6 của cái cụm này nè, các bạn sẽ tạo cho mình một họa tiết sò ở đây. Ta cũng đâm kim vào chân bên ngoài ha, móc vào đó cho mình một mũi móc đơn. Sau đó gây nên 3 mũi xích. 1, 2 và 3. Tiếp tục đâm kim vào chân móc ta vừa móc mũi móc đơn và móc vào đó 3 mũi kép đơn liên tiếp với nhau. Kép đơn thứ nhất nè. Tiếp tục kép đơn thứ hai. Và kép đơn thứ ba. Được 3 mũi kép đơn rồi, tiếp tục móc tiếp vào cái chân móc ta vừa móc một mũi móc đơn nữa. Sau đó móc lên một mũi móc xích. Như vậy là họa tiết sò của mình sẽ hoàn tất như thế này ha. Một mũi đơn, 3 xích, 3 mũi kép đơn và một mũi móc đơn. Tiếp tục 5 chân còn lại, mỗi chân sẽ là một mũi nửa kép vào mỗi chân móc. Các bạn sẽ móc cho mình cho đến cuối hàng ha, ta sẽ được 5 mũi nửa kép cho 5 chân cuối cùng. Mũi thứ tư nè. Và ở đây lưu ý mũi thứ 5 các bạn cũng đâm kim cho mình vào luôn chân móc nha. Móc vào đây một mũi nửa kép. Như vậy là hàng đầu tiên của phần thân trước mình đã tạo ra được một họa tiết sò ở chính giữa. Tiếp tục lên 2 xích và quay ngược đầu móc lại. Ở hàng móc tiếp theo này mình sẽ tăng cái họa tiết sò ở chính giữa lên 2 họa tiết ha. Thì cái cách tăng như sau nè. Các bạn cũng móc cho mình 5 chân liên tiếp, mỗi chân là một mũi nửa kép vào mỗi chân móc và cũng đâm kim vào chân bên ngoài ha. Nửa kép thứ nhất. Tiếp tục nửa kép thứ hai cho chân thứ hai. Nửa kép thứ ba cho chân thứ ba. Mũi nửa kép thứ tư cho chân móc thứ tư. Và mũi nửa kép thứ năm cho chân móc thứ năm.
Khi được 5 mũi nửa kép thì móc lên cho mình một mũi móc xích để mình tạo khoảng cách giữa cái cụm này với họa tiết sò nha. Chân móc tiếp theo mà mình gặp sẽ là cái chân móc của mũi móc đơn ta kết thúc của cái họa tiết sò phía dưới á, thì các bạn sẽ móc cho mình vào cái chân móc đó một mũi móc đơn. Sau đó gây nên 3 mũi xích. Tiếp tục móc vào chân móc ta vừa móc mũi móc đơn, móc tiếp cho mình 3 mũi kép đơn. Kép đơn thứ nhất, kép đơn thứ hai và tiếp tục kép đơn thứ ba. Được 3 mũi kép đơn như thế này rồi, đây cái họa tiết sò của mình 3 mũi kép đơn rồi, thì tiếp tục các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc đơn để mình có thể kết thúc được cái họa tiết sò này ha. Thì cái mũi móc đơn này các bạn sẽ đâm kim cho mình vào cái thân chân móc cuối cùng của cái họa tiết sò phía dưới nè, cái thân chân móc của mũi kép đơn cuối cùng ở đây. Đây là 3 mũi kép đơn của họa tiết sò phía dưới ha. Thì cái thân cuối cùng này các bạn sẽ đưa cho mình cái thân chân móc lên trên kim, sau đó móc vào đây một mũi móc đơn. Tiếp tục lên 3 mũi xích. Ta hoàn tất được họa tiết sò đầu tiên cho hàng móc thứ hai này ha. Ở cái họa tiết sò kế tiếp á, các bạn tiếp tục móc cho mình 3 mũi kép đơn. Và 3 mũi kép đơn này các bạn sẽ đâm kim cho mình vào khoảng trống 3 mũi móc xích gây nên của họa tiết sò ở phía dưới nè. Đâm kim vào cho mình cái khoảng trống này và móc vào đây 3 mũi kép đơn ha. 1 nè. Tiếp tục kép đơn thứ 2 và kép đơn thứ 3. Được họa tiết sò thứ 2 thì kết thúc cái họa tiết sò này, các bạn sẽ tiếp tục đâm kim cho mình vào chân móc của mũi móc đơn cuối cùng của cái họa tiết sò phía dưới, móc vào một mũi móc đơn. Như vậy là hàng móc này mình sẽ có hai họa tiết sò tương tự như nhau ha. Tiếp tục móc lên cho mình một mũi móc xích để tạo khoảng cách với cái phần viền và đâm kim vào 5 chân móc còn lại, mỗi chân sẽ móc một mũi nửa kép vào mỗi chân móc. Nửa kép thứ nhất nè. Tiếp tục nửa kép thứ hai, các bạn cứ đâm kim cho mình vào chân bên ngoài ha. Nửa kép thứ ba. Mũi nửa kép thứ tư. Mũi nửa kép thứ năm sẽ móc vào luôn chân móc nè. Móc vào một mũi nửa kép. Lên 2 xích. Hàng móc thứ hai của mình sẽ hoàn tất ở hai họa tiết sò ha. Đây, một họa tiết sò nè và hai họa tiết sò. Và các họa tiết sò của mình nó sẽ nằm xen kẽ với nhau ha, nằm trên dưới với nhau nè. Ta được hai họa tiết sò cho hàng móc thứ hai rồi thì tiếp tục quay ngược đầu móc lại để móc hàng móc thứ ba. Móc 5 chân, mỗi chân là một mũi nửa kép vào mỗi chân móc. Mũi thứ ba. Mũi móc thứ tư. Và mũi móc thứ năm. Được 5 mũi rồi thì móc lên một xích để tạo khoảng cách. Hàng móc thứ ba mình sẽ tạo ra hai họa tiết sò bằng với cái hàng móc thứ hai. Thì cái họa tiết sò đầu tiên các bạn sẽ đâm kim cho mình vào cái chân móc của mũi kép đơn thứ ba ở cái cụm 3 mũi này nè. Thì ta sẽ đâm kim vào cái chân móc này sát với cái 3 mũi móc xích này nè. Đưa cái thân chân móc cuối cùng này lên trên kim, sau đó móc vào một mũi móc đơn. Gây nên 3 xích. Tạo họa tiết sò đầu tiên thì tương tự, di chuyển kim ra phía sau sẽ có cái khoảng trống 3 mũi xích này, móc vào cho mình 3 mũi kép đơn. Kép đơn thứ nhất. Kép đơn thứ hai. Và kép đơn thứ ba. Mũi đơn kết thúc của họa tiết sò này, các bạn sẽ đâm kim cho mình đến họa tiết sò kế tiếp và ta sẽ đâm kim vào chân móc kép đơn thứ ba của họa tiết sò này, móc cho mình vào thân chân móc này một mũi móc đơn. Ta hoàn tất được họa tiết sò đầu tiên ha. Tiếp tục lên 3 mũi xích. Họa tiết sò thứ hai cũng di chuyển kim ra phía sau khoảng trống của 3 mũi móc xích này, móc vào 3 mũi kép đơn. Kép đơn thứ hai và kép đơn thứ ba. Ta được họa tiết sò thứ hai ha. Các bạn sẽ móc lên cho mình một mũi móc xích để tạo khoảng cách. Sau đó tiếp tục di chuyển kim đến 5 chân móc. Mỗi chân móc sẽ móc cho mình một mũi nửa kép vào mỗi chân móc và cũng đâm kim vào chân phía ngoài để móc.
Mũi nửa kép thứ 5 sẽ móc vào luôn chân móc. Sau đó lên 2 xích và quay ngược đầu móc lại. Như vậy là ở đây mình có nè, hàng móc thứ nhất có một họa tiết sò, hàng thứ 2 và thứ 3 sẽ có hai họa tiết sò nằm chính giữa. Đây, hai họa tiết sò nằm chính giữa của hàng móc thứ 2 và hàng móc thứ 3 ha. Hàng móc thứ 4 của phần thân trước mình sẽ tăng thêm một mũi họa tiết sò ở cái điểm chính giữa này. Quay ngược đầu móc lại và móc 5 chân, mỗi chân là một mũi nửa kép. Mũi thứ 2, nửa kép thứ 3, tiếp tục nửa kép thứ 4 và nửa kép thứ 5. Được 5 mũi rồi thì tiếp tục lên một xích để tạo khoảng cách. Những cái hàng móc nào mà mình tăng họa tiết sò thì các bạn sẽ móc theo cho mình ở các bước như thế này nè. Ta sẽ đâm kim vào chân móc của mũi kép đơn đầu tiên của ba cụm họa tiết sò này, thì chân đầu tiên móc một mũi móc đơn. Sau đó lên 3 mũi xích. 1, 2 và 3. Đâm kim vào chân ta móc mũi đơn và móc 3 mũi kép đơn. Kép đơn thứ nhất. Kép đơn thứ hai. Tiếp tục kép đơn thứ ba. Ta được họa tiết sò đầu tiên nè. Kết thúc họa tiết sò này, di chuyển kim đến chân móc của cái mũi kép đơn thứ ba của cái cụm này á. Đây, chân thứ ba là sát cái ba mũi móc xích ha. Móc cho mình vào thân chân móc này một mũi móc đơn. Ta tăng lên được một họa tiết sò cho cái hàng móc thứ tư nè. Tiếp tục lên 3 xích và di chuyển kim đến 3 mũi móc xích cái khoảng trống ở phía dưới nè, móc vào 3 mũi kép đơn. Được 3 mũi kép đơn vào khoảng trống rồi thì móc mũi móc đơn đến cái họa tiết sò kế tiếp và đâm kim vào chân móc kép đơn thứ ba ha, móc vào thân chân móc này một mũi móc đơn. Ta được họa tiết sò thứ hai. Tiếp tục lên 3 xích và di chuyển kim ra cái phía sau khoảng trống 3 mũi móc xích này, móc vào 3 mũi kép đơn. 2 và 3. Khi được 3 mũi kép đơn rồi thì tiếp tục móc lên một mũi móc xích để tạo khoảng cách và đâm kim đến 5 chân móc kế bên này, mỗi chân sẽ là một mũi nửa kép. Nửa kép thứ hai, tiếp tục nửa kép thứ ba, mũi nửa kép thứ tư, mũi thứ năm đâm kim luôn vào chân móc, móc một mũi nửa kép nè. Như vậy là mình sẽ có 3 họa tiết sò cho cái hàng móc thứ tư này ha. Để tiếp tục móc hàng móc tiếp theo, móc lên 2 mũi xích và quay ngược đầu móc lại. Thì ở đây mình đã có một hàng móc có 3 họa tiết sò rồi, thì các bạn sẽ tiếp tục móc cho mình các cái hàng móc tiếp theo có 3 họa tiết sò. Mỗi chân móc móc một mũi nửa kép nè. Ta có 5 mũi nửa kép đầu tiên ha. Móc vào cái chân bên ngoài luôn á. Mũi thứ tư nè. Và tiếp tục mũi nửa kép thứ năm. Được 5 mũi rồi, móc lên một mũi móc xích để tạo khoảng cách. Size nón này mình sẽ dừng lại ở 3 họa tiết sò cho cái phần chính giữa, thì các bạn sẽ đâm kim cho mình vào chân thứ ba này móc một mũi móc đơn, sau đó gây nên 3 xích. Và móc vào cái khoảng trống phía sau 3 mũi móc xích này nè, móc vào 3 mũi kép đơn ha. Kép đơn thứ nhất nè. Tiếp tục kép đơn thứ hai. Và kép đơn thứ ba. Di chuyển kim đến chân móc của mũi kép đơn thứ ba của họa tiết sò kế tiếp và móc vào thân chân móc này một mũi móc đơn. Lên 3 xích. Móc vào khoảng trống phía sau 3 mũi móc xích này, móc vào 3 mũi kép đơn. Di chuyển kim đến chân móc của mũi kép đơn thứ ba của cái họa tiết sò cuối cùng nè, móc vào thân chân móc này một mũi móc đơn. Lên 3 xích. Tương tự 3 mũi kép đơn vào khoảng trống ở phía sau, khoảng trống 3 mũi móc xích. Móc vào 3 mũi kép đơn.
kép đơn thứ hai và kép đơn thứ ba, sau đó gây nên một xích để tạo khoảng trống và móc vào 5 chân móc cuối cùng, mỗi chân móc sẽ là một mũi nửa kép, và cũng đâm kim vào chân bên ngoài nha. Nửa kép thứ ba cho chân thứ ba, nửa kép thứ tư cho chân móc thứ tư, và mũi nửa kép cuối cùng sẽ đâm kim luôn vào chân móc nè. Lên 2 xích. Ta có 3 họa tiết sò ở phần thân phía trước này. Tiếp tục các bạn sẽ quay ngược đầu móc lại. Móc tiếp cho mình một hàng móc tương tự như hàng móc mà mình vừa móc, tức là mình sẽ có 3 họa tiết sò cho cái hàng móc này. Tiếp tục móc cho mình thêm một hàng móc tương tự có 3 họa tiết sò như vậy, thì các bạn sẽ móc tương tự cho mình giống như cái hàng móc mà mình vừa móc. Móc 5 chân đầu tiên, mỗi chân là một mũi nửa kép nè. Nửa kép thứ hai, nửa kép thứ ba, nửa kép thứ tư và mũi nửa kép thứ năm. Sau đó móc lên một mũi móc xích để tạo khoảng cách. Thì các bạn sẽ tạo cho mình 3 hàng móc có 3 họa tiết sò ở chính giữa này, thì ta sẽ di chuyển kim đến chân móc thứ ba này, móc một mũi móc đơn nè. Sau đó gây nên cho mình 3 xích và đâm kim vào cái khoảng trống ở phía sau ha. Khoảng trống 3 mũi móc xích, móc vào 3 mũi kép đơn. Các bạn sẽ móc tương tự cho mình cho đến cuối hàng thì mình sẽ có được 3 họa tiết sò cho cái hàng móc tiếp theo này. Đây cũng làm tương tự cho mình vào thân chân móc này và móc vào khoảng trống phía sau 3 mũi ha. 5 mũi cuối cùng này thì mỗi chân sẽ là một mũi nửa kép nè. Như vậy là mình sẽ có 3 họa tiết sò cho hàng móc kế tiếp. Khi hoàn tất cái hàng móc này rồi thì tiếp tục, đối với những bạn mà muốn tăng size cho cái họa tiết phía trước của mình được to hơn á, thì mình sẽ tăng size ở cái họa tiết sò đầu tiên. Ta sẽ móc cái họa tiết sò đầu tiên ở chân móc của mũi kép đơn đầu tiên mà ta gặp ha. Thì lúc này cái phần thân trước của mình nó sẽ có cái độ tăng dần nè. Ở hàng móc này mình không tăng mũi nữa, thì các bạn sẽ đâm kim cho mình vào cái thân chân móc thứ ba, móc vào một mũi móc đơn. Sau đó gây nên 3 xích. Và tiếp tục móc vào phía sau, khoảng trống phía sau này 3 mũi kép đơn. Kép đơn thứ nhất, kép đơn thứ hai và kép đơn thứ ba. Sau đó tiếp tục di chuyển kim đến họa tiết sò kế tiếp và móc vào thân chân móc kép đơn thứ ba, một mũi móc đơn. Lên 3 xích. Và làm tương tự cho mình cho đến hết hàng ha. Cứ mỗi cái hàng móc các bạn sẽ tạo cho mình ra một mũi xích để mình tạo khoảng cách giữa 5 mũi này với cái họa tiết sò chính giữa. Và móc thêm cho mình nhiều hàng móc tương tự như vậy nữa cho đến khi ta đạt được cái chiều dài mà mình vừa đo ban đầu á. Thì lúc này cái họa tiết sò của mình ở chính giữa nó sẽ như thế này ha. Nó sẽ được xếp lớp như thế này. Đây, các cái họa tiết sò của mình nó sẽ nằm chồng lên nhau như thế này ha. Và cái khoảng cách của phần viền với cái họa tiết sò nó cũng được tách biệt nhau bởi một mũi móc xích. Ta sẽ có cái phần thân như thế này. Được 3 xích rồi thì khoảng trống phía sau này móc 3 mũi kép đơn nè. Sau đó di chuyển kim đến chân thứ ba của họa tiết sò kế tiếp, móc vào một mũi móc đơn. Lên 3 xích. Làm tương tự cho mình cho đến cuối hàng nha. Khoảng trống này móc 3 mũi kép đơn nè, 5 mũi này, sau đó tiếp tục móc thêm nhiều hàng móc như vậy nữa. Sau khi đã lên thêm được nhiều hàng móc, mỗi hàng móc ta sẽ có 3 họa tiết sò nằm chính giữa cho cái phần thân trước nè, thì họa tiết sò của mình nó sẽ được xen kẽ như thế này. Chiều dài từ cái hàng móc mà mình bắt đầu thêm cho đến cái hàng thêm cuối cùng á, sẽ còn 3 hàng móc nữa. Và 3 hàng móc này ta sẽ kết thúc cái số đo ban đầu là 25cm ha. Thì các bạn sẽ tiến hành giảm mũi cho mình ở cái phần này. Tiếp tục 5 chân, mỗi chân là một mũi nửa kép nè. Cái phần này ta sẽ móc tương tự như các hàng phía trên ha. Móc cho mình luôn vào chân móc bên ngoài nha. Ta sẽ có 5 mũi nửa kép cho 5 chân đầu tiên. Nửa kép thứ hai, nửa kép thứ ba cho chân thứ ba, mũi nửa kép thứ tư cho chân thứ tư,
và mũi nửa kép thứ 5. Được 5 mũi rồi thì móc lên một xích để tạo khoảng cách. Sau đó tiếp tục di chuyển kim đến cái chân móc của mũi kép đơn thứ 3, móc vào thân chân móc này một mũi móc đơn. Lên 3 xích. Móc vào khoảng trống 3 mũi phóc xích phía sau nè. Khoảng trống này móc vào 3 mũi kép đơn. Kép đơn thứ nhất, kép đơn thứ hai và tiếp tục kép đơn thứ ba. Mũi đơn kết thúc của họa tiết sò này sẽ đâm kim vào chân móc của mũi kép đơn thứ ba của họa tiết sò kế tiếp, móc vào một mũi móc đơn ha. Ta được họa tiết sò đầu tiên. Tiếp tục lên 3 mũi xích để tạo họa tiết sò thứ hai. Sau đó cũng đâm kim vào khoảng trống phía sau 3 mũi móc xích này, móc vào 3 mũi kép đơn. Tiếp tục di chuyển kim đến chân móc thứ 3 của họa tiết sò kế tiếp, móc vào thân chân móc này một mũi móc đơn. Ta có được họa tiết sò thứ hai. Các hàng móc ở phía trên mình sẽ móc lên 3 xích, sau đó móc vào cái khoảng trống phía sau 3 mũi kép đơn để mình tạo họa tiết sò thứ ba. Nhưng ở đây mình sẽ dừng lại ở hai họa tiết sò. Các bạn tiếp tục móc lên một xích để tạo khoảng cách và đâm kim vào 5 chân còn lại, mỗi chân sẽ là một mũi nửa kép. Mũi thứ nhất nè, mũi thứ hai, tiếp tục mũi thứ ba, mũi móc thứ tư và luôn luôn cái mũi thứ năm các bạn đều móc cho mình vào luôn chân móc nha. Như vậy là ta sẽ có hai họa tiết sò cho cái hàng móc này. Tiếp tục lên 2 xích. Thì ở cái đầu móc đầu tiên mà mình gây nên, ta sẽ có hai hàng móc có hai họa tiết sò. Thì cái hàng móc kế tiếp này các bạn sẽ tạo cho mình thêm một hàng móc có hai họa tiết sò nữa. 5 chân đầu tiên mỗi chân là một mũi nửa kép. Được 5 mũi thì lên một xích để tạo khoảng cách, sau đó đâm kim vào thân chân móc thứ ba, móc vào một mũi móc đơn. Lên 3 xích. Đâm kim vào khoảng trống 3 mũi móc xích ở phía sau, móc vào 3 mũi kép đơn. Móc vào thân chân móc thứ ba của họa tiết sò phía dưới. Một mũi móc đơn. Lên 3 xích. Khoảng trống ở phía sau móc 3 mũi kép đơn. Được hai họa tiết sò rồi thì móc lên một mũi móc xích. Sau đó 5 chân còn lại mỗi chân là một mũi nửa kép. Chân cuối cùng sẽ móc luôn vào chân móc ha. Ta sẽ dừng lại ở hai họa tiết sò cho hàng móc này. Tiếp tục lên 2 xích và quay ngược đầu móc lại. Khi đã có được hai hàng móc có hai họa tiết sò thì hàng móc kế tiếp mình sẽ giảm tiếp một họa tiết sò nữa. 5 chân mỗi chân là một mũi nửa kép. Lên một xích để tạo khoảng cách. Chân thứ ba của họa tiết sò này móc vào một mũi móc đơn. Lên 3 xích. Khoảng trống ở phía sau móc 3 mũi kép đơn. Sau đó móc vào thân chân móc thứ ba này một mũi móc đơn. Ta được họa tiết sò đầu tiên ha, và cũng là họa tiết sò cho hàng móc này. Thì kết thúc các bạn sẽ không móc vào đây 3 mũi nữa mà móc lên một xích, sau đó móc vào 5 chân này mỗi chân là một mũi nửa kép ha.
lên 2 xích. Thì hàng móc này mình sẽ có một họa tiết sò nè. Tiếp tục ta sẽ quay ngược đầu móc lại. Bây giờ mình sẽ gom mũi để tạo được phần thân sau tương tự như phần thân sau ở bên này nè. Năm chân đầu tiên mỗi chân là một mũi nửa kép. Nửa kép thứ ba. Tiếp tục mũi nửa kép thứ tư. Mũi nửa kép thứ năm. Khi được 5 mũi rồi thì mình sẽ không tạo cái mũi móc xích khoảng cách ở đây nữa, mà các bạn tiếp tục đâm kim cho mình vào thân chân móc thứ ba của cái họa tiết sò phía dưới. Và cái thân chân móc này mình sẽ đâm kim vào đây móc một mũi móc đơn. Ta sẽ được mũi móc thứ 6. Tiếp tục di chuyển kim đến 5 chân còn lại, mỗi chân là một mũi nửa kép vào mỗi chân móc và đều đâm kim cho mình vào chân ở bên ngoài nha. Móc cho đến cuối hàng. Ở mũi móc thứ 5 luôn móc vào chân móc nha. Như vậy là mình sẽ có được 11 mũi móc. Nó sẽ bằng với cái độ rộng của cái phần thân đối diện của nó. Ta cũng có được 11 mũi nè. Tiếp tục lên 2 xích và quay ngược đầu móc lại. Hàng móc tiếp theo các bạn sẽ đâm kim cho mình vào tất cả các cái chân móc ở bên ngoài ha. Thì cái mũi móc đơn này cũng đâm kim cho mình vào chân bên ngoài luôn. Mỗi chân ta sẽ là một mũi nửa kép vào mỗi chân móc. Mũi nửa kép thứ hai nè. Tiếp tục nửa kép thứ ba. Mũi nửa kép thứ tư. Mũi nửa kép thứ năm. Cái mũi thứ sáu á là cái chân móc của mũi móc đơn thì các bạn cũng đâm kim vào chân phía ngoài móc một mũi nửa kép. Sau đó 5 chân còn lại, mỗi chân là một mũi nửa kép luôn nha. Mũi móc cuối cùng đâm luôn vào chân móc. Sau đó lên 2 xích. Và móc thêm nhiều hàng móc nữa để ta đạt được cái độ dài bằng với cái đầu dây này. Sau khi đã hoàn tất được độ dài của đầu dây còn lại thì bây giờ mình sẽ tiến hành nối hai đầu dây này lại với nhau, móc lên cho mình một mũi móc xích. Khi ta gặp đôi hai cái phần thân sau lại thì kích thước của hai phần thân sau sẽ bằng kích thước của phần thân trước nè. Bây giờ mình sẽ tiến hành nối lại hai đầu dây ha. Thông thường thì mình sẽ chập đôi các cái hàng móc lại. Sau đó mình sẽ móc hai cái mũi móc song song với nhau bằng các cái mũi dời. Nhưng ở đây để cho cái phần này nó được hoàn mỹ hơn và nó không có cái điểm G á, thì các bạn sẽ tiến hành móc như sau. Đâm kim cho mình vào chân móc của mũi đầu tiên mà ta gặp nè. Sau đó tiếp tục ghép đôi cái phần thân ở phía dưới lại. Đâm kim cho mình luôn vào chân móc ha. Đâm kim cho mình ngược lại nè. Đây ta sẽ chập đôi hai phần thân lại với nhau và đâm kim từ trên xuống dưới vào chân móc đầu tiên nha. Được hai chân móc song song và móc một mũi dời nè. Tiếp tục đâm kim vào chân kế tiếp của phần mặt trên và chân thứ hai của cái phần thân dưới. Đây chân thứ hai của phần thân dưới nè. Đâm vào hai chân song song và móc một mũi dời. Được mũi dời thứ hai nè. Đâm kim vào chân thứ ba phần thân trên và phần thân dưới chân thứ ba luôn, móc một mũi dời và các bạn sẽ viền tương tự cho đến cuối hàng ha. Đâm kim vào hai chân song song móc vào một mũi dời. Khi đã giờ được hoàn tất vào 11 chân móc rồi thì lúc này cái phần thân của mình nó sẽ được nối lại với nhau. Móc lên cho mình một mũi móc xích, kéo vào cắt len. Tiến hành giấu sợi len thừa vào trong các cái mũi móc. Thì như vậy là ta sẽ nối được hai phần thân sau lại nè.
Và khi đã giấu được sợi len thừa thì mình sẽ hoàn tất được một mẫu nón nửa đầu như thế này. Hoặc là ở cái phần thân trước các bạn có thể tăng thêm cho mình họa tiết sò ha, cho cái phần thân trước của mình nó được dày và to hơn, tùy vào vòng đầu ha. Size nhỏ thì có thể giảm cho mình đi cái họa tiết sò cũng được. Chúc các bạn thành công!